Không ngờ anh còn biết chơi chiêu đấy. Thì chúng ta nồi nào úp vùng đấy mà. Thôi đi, tôi còn chẳng bằng một góc của anh. Xuống xe. Xuống xe. Mau xuống xe. Có nghe không? Xuống xe nhanh. Có chuyện gì vậy? Đụng phải ăn cướp à? Mấy người muốn làm gì? Ngồi im. Đừng mà. Cấm nhúc nhích, ngồi im cho tôi. Lão già này, muốn chết hả? Đừng đánh ông ấy. Anh hãy đánh tôi đi. Có đứa chủ động muốn chết kìa. Chân mày bị liệt thật hả? Chân của tôi không có cảm giác. Anh à, chân anh ấy bị tàn tật thật đấy. Xin anh nhẹ tay cho. Chân không có cảm giác thật sao? Không có. Anh đừng làm anh ấy bị thương. Có gì anh cứ ra tay với tôi đi. Không ngờ người đầu tiên đứng ra che chở cho tôi lại là cô. Cậu muốn làm gì? Đừng mà. Kích thích ghê ta. Cướp xác giữa ban ngày luôn. Hơi cay mắt nhưng vẫn miễn cưỡng xem được. Tháo ra. Cái này nữa. Cái này không được. Một người tham sống như Diệp Thu Cúc lại luyến tiếc cái vòng kia đến thế à? Rốt cuộc cái vòng đó ẩn chứa bí mật gì? Chúng tôi có tiền. Chúng tôi sẽ đưa tiền cho các cậu. Các cậu đừng đánh cô ấy. Có tiền chứ gì? Có tháo cái vòng ra không? Ngoan ngoãn chút đi. Con bụng này không nghe lời. Để mụ ta làm con tin thay cho ông già. Đừng mà. Tôi không muốn. Tôi không làm con tin đâu. Cầu xin các cậu tha cho tôi. Tôi cầu xin các cậu mà. Phó thành nhân thì tự nguyện xả thân, còn người ta thì không muốn. Thật là thú vị. Vợ chồng như chim liền cành. Tai họa ập đến, con nào con nấy bay. Tôi đồng ý. Đồng ý thì hành động tự giác chút đi. Tôi không muốn chết. Tôi không làm con tin đâu. Cảnh sát đến rồi, chạy mau. Nguyễn Phong đâu rồi? Lúc quan trọng thế này, cái tên vệ sĩ kia ở đâu? Ba quên rồi à? Con đã nhờ Nguyễn Phong đi lấy thuốc cho con. Trùng hợp thế cơ à? Lúc nãy em muốn làm con tin thay anh, nhưng em sợ quá nên là... Ba, ba có sao không? Con lo lắng cho ba nãy giờ. Ba không sao. Qua chuyện ngày hôm nay, ba đã sáng mắt rồi. Con mới là con trai ngoan của ba. Trước đây là ba có lỗi với con. Con à, đại hội cổ đông tuần sau con phải đến tham dự đấy. Chồng à, sao anh lại để nó đến tham dự đại hội cổ đông? Thành nhân là con trai tôi, tại sao nó không được tham dự? Im miệng. Bà bớt xen vào chuyện của tôi đi. Biểu hiện hôm nay không tồi, về nhà sẽ thưởng cho cô một cái đùi gà. Thưởng gì mà thưởng mỗi một cái đùi gà? Thế cô muốn sao? Phải hai cái, cho bốn cái luôn, được chưa? Đây là cái vòng bị cướp của mẹ kế anh mà. Sao lại nằm trong tay anh? Đây vốn là vòng tay của mẹ tôi. Diệp Thu Cúc đã cướp nó từ tay bà ấy. Đây là vòng tay mà mẹ con để lại cho con. Con phải cất cho kỹ, đừng làm mất nhé. Hèn gì mình cứ thấy cái vòng này quen quen. Không lẽ nó là một cặp với cái của mình? Thế thì chất ngọc của vòng tay này tuyệt hảo như thế, hẳn là không có cái thứ hai đâu nhỉ. Ông ngoại từng nói với tôi, chiếc vòng này vốn có một cặp. Có một cặp. Thế cái còn lại ở đâu? Ông ngoại không nói. Chắc không máu chó vậy đâu. Chẳng lẽ loạn luân thật hả trời? Có vẻ như cô rất hứng thú với cái vòng này. Làm gì có. Tôi chỉ thấy cái vòng này đẹp nên tò mò thôi. Anh cho tôi xem một chút được không? Đúng là giống hệt. Cái vòng này không có vấn đề gì chứ? Không có. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vòng tay đẹp như thế, nên xem đến ngẩn người thôi. Anh cho người giả ăn cướp để lấy lại chiếc vòng này sao? Phải, nguyên nhân chính là vì chiếc vòng. Ngoài ra còn để ông già kia nhận ra ông ta thiếu tôi những gì, rồi bù đắp cho tôi. Có như thế, tôi mới quang minh chính đại tham dự đại hội cổ đông. Ngài phó đúng là mưu mẹo cao thâm. Cô quá khen. Ừ.
Mục Tiểu Hoa, cuối cùng cô cũng đến rồi. Vụ lần này bao lâu thì xong? Có lẽ sẽ khá lâu đấy. Vụ làm ăn này lớn nha. Rời khỏi nhà họ Lưu là tiến bộ rồi. Hàng mà anh nói ở đâu? Ở phòng VIP. Là anh ta, cái tên mặc áo xám kia kìa. Tôi chưa từng thấy hắn xuất hiện ở đây. Cũng không rõ lai lịch thế nào. Tuy ngồi xe lăn nhưng chắc chắn không tầm thường. Đúng là không tầm thường. Có mấy em bị hắn làm xịt keo. Cô qua xử lý kèo này đi. Doanh thu tháng này của hộp đêm cho cô hết đấy. Thật không đó, tôi đã nói là làm. Nhớ chuyển khoản nhé. Thưa ngài, có thể mời em một ly không? Được mời rượu người đẹp là vinh hạnh của tôi. Quý ngài đây có muốn uống rượu dao bôi với em không? Người đẹp à, anh tôi không dễ rơi vào đâu. Sao cô lại ở đây? Lý do tôi ở đây cũng giống anh thôi. Thưa ngài, em không cố ý. Em xin lỗi. Đều do em hậu động, vụng về. Không sao mà. Không cần lao đâu, có phải ngài ghét bỏ em không? Cô dâu hợp đồng mấy cô đều chu đáo thế à? Sự hài lòng của quý khách chính là mong muốn của bọn em. Về đến nhà, em sẽ biết tay tôi. Nhỏ này ngon đấy. Người đẹp. Một đêm giá bao nhiêu? Thằng điên. Nói chuyện nhẹ nhàng không thích chút gì. Anh em đâu? Sự con nhỏ này cho anh. Có gì từ từ nói. Người mình cả mà. Tiểu Hoa à, đừng cương với hắn. Anh tránh ra đi. Đừng chặn đường tôi nữa. Cản nó lại. Mày nhờn với tao à? Đại ca ơi, Mục Tiểu Hoa, cô lại đâm đầu vào rắc rối nữa rồi. Không cần anh lo. Với quan hệ của chúng ta, tôi phải lo chứ. Anh em xông lên xử hắn đi. Hai người biết nhau sao? Giới thiệu với anh, đây là chồng mới cưới của tôi. Đừng quên gửi doanh thu một tháng của hộp đêm cho tôi nhé. Mục Tiểu Hoa, cô đúng là xảo trá. Anh đưa tôi đi đâu? Đi làm chuyện vẫn luôn muốn làm. Phải làm như thế thật sao? Cô có thể từ chối. Nhưng giao kèo trước đây của chúng ta sẽ bị hủy bỏ. Được. Tôi không có kinh nghiệm viết giấy cam kết. Giờ thì cô có rồi đấy. Tại sao phải viết cam kết? Tôi có phải con nít đâu. Là do cô làm trái quy tắc trước. Không phải anh đã khen cô dâu hợp đồng chúng tôi rất chu đáo sao? Phải, rất chu đáo. Cực kỳ chu đáo. Nhưng bây giờ cô là phó phu nhân. Đừng luôn miệng nhắc đến chuyện cô dâu hợp đồng nữa. Anh chơi đẹp chút đi. Lúc kết hôn chúng ta đã nói rõ với nhau rồi. Anh sẽ không can thiệp vào chuyện tôi làm cô dâu hợp đồng. Tôi có nói thế à? Sao tôi không nhớ nhỉ? Muốn lật lọng hả? Anh không sợ tôi tiết lộ chuyện anh giả vờ tàn tật cho người khác à? Nếu cô nói chuyện này ra ngoài, tôi sẽ khóa môi cô lại. Cô có tin không? Còn muốn nói nữa không? Không nói nữa. Cô yên tâm. Sau khi tôi lấy được phó thị, cô có còn là phó phu nhân hay không? Còn phải xem tôi có muốn hay không. Điều đó có nghĩa là giao kèo của chúng ta sẽ kết thúc khi anh lấy được phó thị. Cô không muốn làm phó phu nhân đến thế à? Muốn chứ. Nếu đã là hôn nhân hợp đồng thì chúng ta làm hợp đồng luôn nhé. Trong thời hạn hợp đồng diễn ra, tôi hứa sẽ không tiết lộ chuyện anh giả tàn tật. Khi hợp đồng kết thúc, anh cứ chuyển đại cho tôi vài chục triệu là được. Anh thấy sao? Trả ra làm sao cả. Vậy là anh thấy mấy chục triệu không được hả? Thế mấy triệu thì sao? Đến mấy triệu cũng không được thì cuộc hôn nhân này xem như chấm hết. Còn phải xem biểu hiện của cô. Thế tôi không cần viết giấy cam kết nữa nhé. Cô phải viết. Giấy cam kết viết như thế nào? Trong thời gian hôn nhân vẫn còn tiếp tục, không được đi hộp đêm, không được liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác. Tôi muốn nhìn thấy giấy cam kết của cô sau 30 phút nữa. Phó thành nhân khốn kiếp.
Mục Tiểu Hoa, cô là biến thái à? Dáng người mờ lem ghê. Hình như thế. Nếu anh bỏ qua cho tôi, không bắt tôi viết cam kết, tôi cũng sẽ bỏ qua cho anh và lập tức ra ngoài. Nếu không thì đoạn phim tôi vừa quay được. Phó Thành Nhân, anh đừng có giở trò lưu manh. Cô ăn nói kỳ cục quá đấy. Cô quay lén tôi, còn nói tôi lưu manh. Nếu cô không giao điện thoại cho tôi thì... Phó Thành Nhân, anh là cái đồ đáng ghét. Chuyện vòng tay, tôi đã. Phó Thành Nhân, anh là đồ biến thái, tôi nói cho anh biết. Nói tiếp đi. Chuyện vòng tay, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Tiêu rồi, mình còn chưa lấy lại vòng tay. Cô định đi đâu? Tôi muốn về nhà họ Lưu lấy đồ. Cô viết xong cam kết mới được đi. Đưa cô ấy về nhà họ Lưu đi. Giấy cam kết. Mục Tiểu Hoa xin hứa sẽ tiếp tục đến hộp đêm. Để Phó Thành Nhân tức chết. Phó Phú Cường y hệt mẹ nó, đều không có não, tất nhiên sẽ tán câu thôi. Tiếp theo chúng ta làm gì? Tiếp theo chúng ta đợi Phó Phú Cường mua xong, sau đó kéo giá xuống. Tìm thấy rồi. Lưu Ngọc Hân, cô trả chiếc vòng tay lại cho tôi. Cô nói chiếc vòng tay gì? Cô lấy vòng tay của tôi, không phải mới lần một lần hai, lần nào cũng bắt tôi cầu xin thì cô mới trả lại. Chắc cô quên rồi. Bây giờ tôi không còn như xưa nữa. Nếu cô còn không trả vòng tay lại cho tôi thì tôi cũng sẽ không nhịn cô nữa. Chỉ là một cái vòng tay quèn thôi mà. Nếu Ngọc Hân thích thì nó là của Ngọc Hân. Nếu cô dám động vào Ngọc Hân nhà tôi sẽ tống cổ cô và dì Mai ra khỏi Lưu gia. Mục Tiểu Hoa, cô thật sự nghĩ là kết hôn với tên tàn phế đó, cô liền trở thành thiếu phu nhân của Phó gia đó chứ? Còn dám ở nhà tôi giễu võ Dương Oai. Cô nằm mơ đi. Cô làm trò gì vậy hả? Cô... Mục Tiểu Hoa, cô là đồ vô ơn. Lưu gia nuôi nấng cô nhiều năm như vậy, vì một cái vòng tay quen, suýt nữa làm Ngọc Hân bị thương. Hôm nay tôi đánh chết cô. Phu nhân bất giận. Tiểu Hoa không đúng, tôi sẽ dạy dỗ lại con bé. Bà cút đi, người hầu như bà lại dám cản tôi sao? Đây là đứa con gái ngoan bà nuôi dưỡng sao? Dám động đến thiếu phu nhân Phó gia. Các người thật to gan. Hóa ra là đồ tàn phế không có quyền lực của Phó gia. Cậu ta tên Nguyễn Phong, từng là lính đánh thuê. Lát nữa, dù các người có bị hắn đánh chết hay đánh đến tàn tật, yên tâm đi, Phó gia sẽ chịu mọi trách nhiệm. Cậu muốn làm gì? Bà vô duyên vô cớ đánh người, không thích hợp lắm nhỉ? Xin lỗi cô ấy đi. Lưu gia nuôi nó biết bao năm, tôi đánh một cái thì có làm sao? Hơn nữa, cô ta tự đến đây thì trách được ai? Cậu đừng làm bậy. Tôi nói cho cậu biết, đây là nhà tôi. Tôi xin lỗi, để tôi xin lỗi. Xin lỗi, Mục Tiểu Hoa, tôi không nên tự ý đánh cô. Mọi người biết nhường nhịn như vậy, thế giới sẽ hòa thuận biết bao, phải không? Sao anh lại đến đây? Sợ cô không tìm được đường về nhà nên đến đón cô. Lấy được đồ chưa? Chuyện vòng tay vẫn chưa muốn để Phó Thành Nhân biết, chỉ có thể lấy lại sao vậy? Lấy được rồi, Mục Tiểu Hoa. Cô dì Mai, đợi con đến đón dì nhé. Dì sẽ để ý cái vòng tay giúp con. Con đi trước đi. Còn đau không? Mặt ấy đau, đau lắm ý. Đau muốn khóc luôn. Vậy về nhà tôi đưa túi đá cho Trường. Thì ra thiếu gia thích kiểu này. Căn biệt thự lớn thế này mà anh ở một mình à? Của ông ngoại tôi, đại sư An Văn Lễ trên núi Thụy An. Người từ trên núi xuống như anh mà cũng biết hưởng thụ đấy. Tôi thật sự không ngờ nha. Điều cô không ngờ tới còn nhiều lắm. Ví dụ đi. Ví dụ
đây là chuyện không ngờ tới. Mà anh nói sao? Quả thật bất ngờ đấy. Alo, anh Lý, Tiểu Hoa à? Vụ làm ăn lần trước tôi nói với cô, rốt cuộc cô muốn nhận hay không? Bên kia vẫn đang chờ trả lời đó. Nhận chứ. Anh Lý sắp xếp thời gian đi. Cây kim đâu? Thành nhân, anh làm gì vậy? Phó Thành nhân, cái gì? Anh nhớ eo tôi làm gì? Anh nhớ eo tôi làm gì thế? Tôi tìm cây kim của tôi. Sao cây kim lại ở trên người cô thế? Làm sao tôi biết chứ? Cô ngồi yên đi. Anh nhanh lấy nó ra đi. Để tôi xem nào. Rút cái kim ra. Rút ra rồi nè. Tiểu Hoa, cô bận gì thì làm đi nhé. Tôi sẽ tìm cô sau. Phó Thành nhân, lần sau anh mà còn không giữ kỹ nó, tôi sẽ dùng nó đâm anh đấy. Hiểu lầm thôi. Tôi không nghe thấy gì cả. Thiếu gia, nhanh thế hả? Cậu nghĩ đi đâu vậy? À này, tôi ở phòng nào thế? Phòng ngủ chính, Phó Thành nhân. Tôi bán nghệ chứ không bán thân. Muốn ngủ ở phòng chính à? Tôi đây bán thân không bán nghệ. Có giá là được. Cô nghĩ kỹ đi. Lừa người thì được. Muốn lừa tiền của tôi thì không có cửa đâu. Cô ngủ ở bên cạnh phòng chính. Muốn ngủ phòng chính cũng không có cửa đâu. Đây là vòng tay của mẹ anh. Tôi không thể nhận, cô cứ đeo đi. Vốn dĩ là để lại cho con dâu của bà ấy. Khi nào chúng ta ly hôn thì trả lại cho tôi. Chiếc vòng này và mình rốt cuộc có liên quan gì đến nhau? Chiếc vòng đẹp thế này, lỡ tôi không nỡ trả lại cho anh thì sao? Lúc đầu là ai nói muốn ly hôn đó nhỉ? Giờ lại muốn làm thiếu phu nhân rồi à? Ai muốn làm thiếu phu nhân chứ? Được rồi, Phó phu nhân ngủ ngon nha. Chúc cô mơ đẹp. Tiểu Hoa, hôm nay lúc dì dọn phòng, nhìn thấy vòng tay của con ở trong tủ trang điểm của đại tiểu thư, dì đã lấy lại cho con rồi. Cảm ơn dì Mai, con đến liền đây. Mau xem có phải là vòng tay của con không? Sao vậy Tiểu Hoa, con có tâm sự à? Không sao ạ. Dì Mai, lúc dì nhặt con, trên người con còn gì khác không? Ví dụ như thư từ gì đó. Không có, chỉ có chiếc vòng này. Quả nhiên giống hệt nhau. Chẳng lẽ chiếc vòng này thật sự là một đôi sao? Vậy con và Phó Thành nhân rốt cuộc có quan hệ gì? Con mau đi đi, kẻo có người phát hiện thì không hay. Dì Mai đi cùng con đi. Dì đã ký hợp đồng ở lại Lưu gia rồi, không được đi đâu cả. Đi nhanh đi, mau đi đi. Sao chiếc vòng tay này lại ở chỗ cô? Cái vòng tay này, bà đúng là đồ vô ơn. Còn dám lấy đồ của tôi ư? Lưu Ngọc Hân, chiếc vòng này là của cô sao? Cô đường đường là đại tiểu thư Lưu gia, sao lại bụng xỉn như vậy? Cái gì tốt cũng cướp. Tôi vốn coi thường chiếc vòng tay này của cô. Tôi chỉ thích nhìn dáng vẻ cô cầu xin tôi như một con chó. Mục Tiểu Hoa, còn tiện nhân như cô dám đánh tôi. Cô trả cho tôi. Cô đến lấy đi này, cô quỳ xuống, tôi sẽ trả lại cho cô. Lưu Ngọc Hân, cô quá đáng lắm rồi đó. Tôi đã đưa cho cô rồi, do cô không chịu quỳ xuống lấy thôi. Chúng ta nhịn chút đi con. Mình tìm chỗ nào đó, coi thử có sửa được nó không. Cái đồ ăn cây táo rào cây sung. Tôi thấy bà sống sung sướng quen rồi. Nên giờ muốn tự làm khổ mình đúng không? Tôi liều mạng với các người. Tiểu Hoa, con nghe lời gì, đừng gây sự nữa. Từ hôm nay trở đi, cô đừng mong bước qua cánh cửa này nữa. Cũng đừng mong được gặp lại dì Mai. Dì Mai đi với con. Nhưng dì Mai đã ký hợp đồng 40 năm với nhà tôi rồi. Bà muốn đi thì đền tiền hợp đồng là được. Cũng không nhiều đâu. 70 triệu tệ. 70 triệu đúng không? Phó Thành nhân, đây là 70 triệu tệ. Lấy hợp đồng của dì Mai lại đây. Nghe nói cậu không có quyền lực ở Phó gia. Tấm sách này của cậu có thể lấy được tiền sao? Bà có thể thử. Dì Mai à, tôi vẫn chưa hành hạ bà xong đâu. Tôi hành hạ đủ rồi sẽ bán bà đi. Nhưng tôi không có đủ kiên nhẫn. Hợp đồng đâu? Trong phòng.
70 triệu tệ. Đưa dì Mai lên xe đi, chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Được, dì Mai, đi thôi. Chờ đã, ai cho phép các người đi? Tôi nói cho cô biết, nếu sau này cô còn dám làm phiền Mục Tiểu Hoa và dì Mai, con giao trên người Nguyễn Phong. Sẽ không nghe bất kỳ lời giải thích nào đâu. Phó thiếu gia, tôi cứ như vậy mà đi với cậu, e là không ổn. Dì gọi tôi là Phó Thành Nhân là được. Sau này dì hãy yên tâm, sống cùng chúng tôi đi. Phó Thành Nhân, cảm ơn anh. Không ngờ cô cũng có một chiếc vòng tay. Đây là mẹ tôi để lại cho tôi. Bình thường Tiểu Hoa không nỡ đeo, bây giờ vỡ tan tành rồi. Có lẽ tôi có cách. Thật sao? Tô gia ở Bắc Thành là bậc thầy trong nghề này. Lát nữa tôi bảo Tô Thanh Trúc đến đây xem nó thử. Phó Thành Nhân, cảm ơn anh. Hôm nay cô cảm ơn tôi hai lần rồi. Anh Phó Thành, anh tìm em có việc gì? Nổi hết cả da gà da vịt. Đây là Mục Tiểu Hoa phải không? Phí chất trả ra làm sao? Ngoại hình thì cũng tạm tạm. Ngoại hình của cô cũng tạm tạm đó. Chiếc vòng tay này chắc là chỉ có cô mới sửa được. Cái này là vòng tay của dì Hứa mà. Sao lại vỡ vụn thế này? Sao cô lại nói đây là vòng tay của mẹ tôi? Tôi Thanh Trúc em là ai chứ? Người thừa kế thứ 17 của Tô gia. Năm đó lúc dì Hứa bế em còn nghịch vòng tay của dì ấy mà. Sau đó chiếc vòng tay này được dì Cúc đeo, em đã thấy mấy lần rồi, tất nhiên là biết rất rõ. Cô xem thử chiếc này đi. Lúc trước có nghe cô em nói vòng tay của dì Hứa là một đôi, hóa ra là thật. Một đôi ư? Làm sao cô có thể chắc chắn rằng hai chiếc vòng này là một cặp? Đây là chiếc vòng truyền đời do đại sư Trương Huân tự tay chế tác. Trên thế giới chỉ có một đôi. Vậy cô của cô, ngoài nói vòng tay này là một đôi, còn nói gì nữa không? Hình như nói cái còn lại tặng cho chị em hay là anh em gì đó, không nhớ rõ lắm. Anh Thành Nhân, anh yên tâm, chiếc vòng tay này em đảm bảo sẽ sửa được. Cô kể tôi nghe về chiếc vòng tay này đi. Lúc dì Mai nhận được tôi, chiếc vòng tay này đã ở trên người tôi rồi. Chắc là mẹ tôi để lại cho tôi. Phó Thành Nhân, anh có nghĩ chúng ta là người yêu tiền cũng phải có nguyên tắc. Cô không thể vì muốn được Phó Thị chia tài sản mà ép ba tôi nhận cô là con gái. Ý tôi là nếu chúng ta thực sự, anh có biết chuyện chúng ta bây giờ là loạn luân không? Vậy chúng ta thỏa thuận, nếu chúng ta thật sự là anh em, cô không được đòi chia tài sản của tôi. Phó Thành Nhân, đồ tôi. Nguyễn Phong, đây là tóc của Mục Tiểu Hoa. Cậu đi làm xét nghiệm ADN đi. Chẳng lẽ thiếu gia, anh cũng nghi ngờ quan hệ của anh với Mục Tiểu Hoa sao? Tôi không biết, nhưng nếu có thì sao? Nếu không phải là anh Phú Cường muốn xem anh dở trò gì, thì làm sao tôi có thể đến thăm người tàn phế như anh chứ? Anh Phú Cường, anh biết không, vòng tay của dì Cúc bây giờ đang ở trong tay em. Thành Trúc, về rồi à? Cô ơi, cô ở đây à? Con đi đâu đấy? Phó Thành Nhân bảo con giúp anh ấy sửa vòng. Vòng tay sao? Đây không phải là vòng tay của mẹ Thành Nhân sao? Dạ đúng, hôm nay con thấy Mục Tiểu Hoa cũng có đeo một cái, là vòng đôi với cái của dì Hứa ạ. Con nói trên tay Mục Tiểu Hoa đeo chiếc còn lại sao? Sao nó lại có chiếc vòng tay này? Không dễ gì mình mới có được mọi thứ. Nếu ai hủy hoại cuộc sống của mình sẽ hủy hoại người đó. Không ngờ anh cũng biết nấu mì à? Tôi đã nói rồi, còn rất nhiều điều cô không ngờ tới lắm. Thảo nào người ta nói đàn ông lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất, đúng là có lý. Đẹp trai thì có ích gì? Người đàn ông này có thể là anh của mình. Chờ thêm một chút nữa là xong rồi. Không vội.
Tôi cũng không đói lắm. Nếm thử đi. Hương vị thế nào? Thật sự không ngờ anh chính là đầu bếp bị gia tộc bỏ lỡ. Ngon nhất nách. Lúc ở trên núi, tôi đã tự làm mọi thứ. Nấu nhiều thì tay nghề giỏi lên thôi. Trên núi không có người chăm sóc anh sao? Nói gì thế? Bé mèo bước. Phó Thành Nhân à, tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta tốt hơn hết nên làm rõ đi. Phó Phu Nhân à, quan hệ giữa chúng ta không phải rất rõ ràng sao? Vòng tay của chúng ta là một cặp. Tô Thanh Trúc cũng nói rồi, vòng tay được trao cho một cặp anh em. Vậy thì anh nghĩ quan hệ giữa chúng ta là gì? Cô không muốn làm Phó Phu Nhân đến thế sao? Đúng, không muốn. Ngay từ đầu đã không muốn. Cũng không phải là anh không biết thân phận này dày vò cô hả? Đúng, rất dằn vặt. Muốn ly hôn để thoát khỏi sự dằn vặt này ngay. Được, nếu cô muốn ly hôn đến thế, ngày mai chúng ta sẽ ly hôn. Thiếu phu nhân đang tìm gì vậy? Anh làm tôi hết hồn. Xin lỗi thiếu phu nhân, cô đang tìm gì vậy? Hay để tôi tìm giúp cô. Tôi muốn uống một ly. Rượu này ngon lắm. Hay cô uống cái này đi. Nhưng uống ít thôi, do độ cồn hơi cao. Uống một ly không? Xin lỗi thiếu phu nhân, tôi không uống rượu. Uống nhiều thế. Phó Thành Nhân, cô đã uống quá nhiều rồi. Không được uống nữa. Ai nói tôi uống nhiều? Tôi chưa say. Mục tiểu hoa tôi là đồ bất tử đó nha. Sao có thể say chứ? Vâng, cô đúng là đồ bất tử. Phó Thành Nhân, bế em. Uống say rồi, nói chuyện cũng đáng yêu hơn. Ít nhất là không có khiến người ta tức điên. Phó Thành Nhân, cảm ơn anh đã giúp em. Cứu gì mai thoát khỏi Lưu gia, em sẽ báo đáp. Vậy cô muốn báo đáp tôi thế nào? Làm trâu làm ngựa. Tôi không cần cô làm trâu làm ngựa cho tôi. Vậy anh muốn em làm gì? Em biết rồi. Anh muốn em làm em gái của anh. Sao anh lại đồng ý ly hôn với em? Em chỉ nói lễ thôi. Vậy mà anh lại đồng ý. Chuyện đó không phải do cô đề cập trước sao? Tôi cũng không muốn làm anh trai của cô. Điều mà tôi muốn bây giờ là cô lên giường ngủ ngay cho tôi. Em không muốn ngủ. Em muốn đi xem nhạc hội. Em muốn khiêu vũ với Sơn Tùng. Ôm chặt lấy. Không ôm chặt là ngã đấy. Không đâu. Không ngã đâu. Phó Thành Nhân, sao anh lại là anh trai của em chứ? Em không muốn anh làm anh trai em. Tôi cũng không muốn làm anh trai của cô. Phó Thành Nhân, anh là cái đồ đáng ghét. Đáng ghét quá đi. Em không muốn anh làm anh trai em. Được, để anh trai đưa em về phòng. Ôm em đi mà. Phó Thành Nhân ôm em. Muốn ôm anh. Ôm rồi đây. Phó Thành Nhân, em sẽ làm trâu làm ngựa cho anh. Không làm phó phu nhân. Phó phu nhân, quà tặng cho các cổ đông đã gửi đi hết rồi chứ? Mẹ yên tâm, con đã gửi đi hết rồi. Đại hội cổ đông ngày mai, họ chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho con. Tất nhiên, mặc dù ba con để cho Phó Thành Nhân tham gia đại hội cổ đông, nhưng ba vẫn ở phe của con. Những vị cổ đông đó nhất định sẽ bỏ phiếu cho con. Vậy bên phía Phó Thành Nhân thì sao? Nghe nói anh ta vẫn còn một số cổ phần. Con sợ lỡ như anh ta giở trò gì đó. Yên tâm đi, một người tàn phế có thể làm được trò chống gì? Mẹ nhất định sẽ cho cậu ta biết.
Diệp Thu Quốc là người lợi hại thế nào? Thiếu. Sao tôi lại ở đây? Anh làm tôi hết hồn. Cô quên hôm qua cô uống quá nhiều. Nũng nịu nói muốn ngủ với tôi sao? Có hả? Uống chút trà giải rượu đi. Tiểu lượng đã kém, còn không biết chọn rượu. Nhảm nhí. Rượu đó ngon mà. Tay liệt luôn rồi. Thiếu gia, bà Diệp Thu Quốc đến rồi. Cậu đừng đến sự đại hội cổ đông. Tôi vốn dĩ là công tử của tập đoàn Phó Thị, tham dự đại hội cổ đông cũng là lẽ dĩ nhiên. Hôm nay tôi đến đây không phải để thương lượng với cậu, mà là cảnh báo. Nếu như cậu không nghe lời, tất nhiên là tôi có cách để cậu không đi được. Đến lúc đó đừng trách tôi vô tình. Trói cậu ta lại cho tôi. Sao mới sáng sớm đã nghe tiếng chó điên rồ inh ỏi rồi? Cô nói ai là chó? Thì ra là bà Nguyễn Phong à, anh cũng thật là. Sao ai cũng dẫn vào nhà thế? Cô nói chuyện với người lớn kiểu gì đấy? Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, hầu ngủ cũng chỉ là người hầu mà thôi. Đừng có lấy cái danh trưởng bối ra để lên mặt cô. Mục Tiểu Hoa, cái miệng của cô cũng lanh lợi đấy. Xé miệng nó cho tôi. Quán quân Kazate, để các vị chê cười rồi. Phó Thành Nhân, chuyện cậu để cho hai tên vô lại cướp phòng sau khi hôn lễ kết thúc, tôi đã biết rồi. Đợi ba cậu trở về, tôi sẽ nói chuyện này cho ông ấy, để tôi xem cậu còn ngạo mạn được nữa không. Tô Thành Trúc đã đưa vòng tay cho bà. Thành Trúc là con dâu tương lai của tôi, đương nhiên là con bé sẽ đưa vòng tay cho tôi. Nhìn thấy chiếc vòng đó, tôi liền biết hai tên côn đồ kia là do cậu sắp xếp. Diệp Thu Cúc, bà trả vòng tay lại cho tôi. Nếu không muốn tôi nói chuyện này ra bên ngoài, đại hội cổ đông ngày kia, cậu không được tham gia. Ngoài ra, hãy lấy cổ phần của cậu chuyển hết cho Phú Cường nhà chúng tôi. Bà nghĩ tôi sợ bà sao? Vậy thì chúng ta cứ chờ xem. Tôi rất muốn xem một kẻ tàn phế như cậu làm thế nào để lật trời. Anh ấy có thể không lật trời được, nhưng có thể lật đổ được hai mẹ con bà đó. Cô, bà không được đi. Trả vòng tay lại cho tôi. Không cần phải đuổi theo, tôi sẽ khiến bà ta trả vòng lại cho cô. Mặc dù ba để anh tham dự đại hội cổ đông, nhưng ông ấy vẫn đứng về phe của Phú Cường. Vậy những cổ đông đó chắc chắn cũng bị phó Phú Cường mua chuộc rồi. Anh đơn thân độc mã như vậy, lấy cái gì mà đấu với người ta? Cô nói có lý đấy. Cô nghĩ xem, sau khi tôi bị phó Phú Cường đuổi khỏi Phó Thị, tôi mở phòng châm cứu thì sao? Tôi nghĩ dựa vào vẻ ngoài này của anh, làm chú rể hợp đồng cũng là một hướng đi hay đấy. Vậy đến lúc đó, nhờ cô Mục Tiểu Hoa nhiệt tình giới thiệu cho tôi nhé. Khỏi lo, dựa vào mối quan hệ này của chúng ta, quan hệ giữa chúng ta là gì? Hôm qua nói hôm nay ly hôn, tôi sẽ sắp xếp thời gian để chuyển ra ngoài. Chuyện ly hôn, đợi đại hội cổ đông kết thúc rồi nói tiếp. Nhưng, thiếu gia, tài liệu này cần anh ký tên để ở phòng làm việc đi. Thiếu gia, anh thật sự định ly hôn với phu nhân sao? Chờ có kết quả giám định ADN rồi tính. Tiểu Nguyệt chào đời rồi. Con bé vừa thấy mình đã cười rất tươi. Thành Nhân lớn nhanh lên nha. Như vậy con sẽ có thể bảo vệ được Tiểu Nguyệt, để không ai dám gọi Tiểu Nguyệt là con rơi, con gái riêng. Mục Tiểu Hoa, cô bé trong ảnh có phải là cô không? Tôi nghĩ dáng vẻ của trẻ con đều giống nhau. Dì Mai, chuyện gì thế? Dì nhìn xem, cô bé trong ảnh có phải Mục Tiểu Hoa không? Tôi có ảnh của Tiểu Hoa ngày bé, để tôi lấy ra cho cậu xem. Sao thế? Anh hỏi bức ảnh này làm gì? Không có gì. Giống y hệt này. Cậu xem nụ cười này đi, rất đáng yêu.
Tiểu Nguyệt được nhắc đến là tôi đúng không? Vậy chúng ta thật sự là anh em sao? Các con lấy nhau không phải là loạn luân đó sao? Phó Thành Nhân, chúng ta ly hôn đi. Thiếu gia, đã có kết quả xét nghiệm ADN rồi. Giám định ADN sao? Anh làm khi nào thế? Lúc biết hai chiếc vòng là một đôi. Thì ra chúng ta thật sự. Tôi biết rồi. Thì ra hai chúng ta thật sự chỉ có duyên vợ chồng với nhau thôi. Cái gì? Không cùng huyết thống. Vậy chuyện chiếc vòng là sao? Còn nhật ký và ảnh là sao nữa? Chúng ta có thể đợi cuộc họp cổ đông kết thúc, lên núi Thụy An hỏi ông ngoại tôi. Có lẽ ông biết. Giờ không muốn ly hôn nữa chứ? Phó phu nhân, hôm qua lúc cô uống say, cô nói cô không muốn ly hôn mà. Tôi có hẹn với Hạo Dương đi dạo phố. Tôi đi trước đây. Ông xã, mấy tên côn đồ hôm đó làm em sợ chết đi được. Nếu không em cũng đồng ý đổ cho anh rồi. Anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà. Em là một người phụ nữ, còn anh chính là bầu trời của em. Biểu hiện mấy hôm nay của em anh đều nhìn thấy. Cuộc họp cổ đông ngày kia, nếu để tên tàn tật Phó Thành Nhân đi, không phải sẽ khiến anh mất mặt sao? Hôm đó anh đã quá bốc đồng. Mấy năm nay công ty đều do Phú Cường quản lý. Vị trí chủ tịch này chắc chắn sẽ thuộc về Phú Cường. Đây là một tên tàn tật ngồi xe lăn. Tôi không quan tâm anh dùng cách nào. Sau khi hoàn thành, tôi sẽ chuyển tất cả số tiền còn lại vào thẻ của anh. Phó Thành Nhân, không trừng trị cậu thì cậu sẽ không biết sự lợi hại của Diệp Thu Cúc tôi đây. Bộ đồ này đẹp thật đấy. Hình tượng này có giống như hình tượng chú rể trong nghề của em không? Cực kỳ giống. Vậy thì bà Phó, cà vạt của ông Phó có phải nên do bà Phó thắt cho hay không? Được thôi, xem như là phúc lợi cho người hâm mộ. Đẹp trai quá. Thiếu gia, vừa nhận được tin tức cuộc họp cổ đông sẽ bắt đầu sớm hơn dự kiến. Vậy chúng ta đi thôi. Bà Phó, đi thôi. Cuộc họp diễn ra khi nào? Khi tôi nhận được tin nhắn thì các cổ đông đã có mặt. Các người muốn mưu sát à? Xem ra là có người không muốn tôi đến cuộc họp cổ đông. Ba tên này giao cho tôi, hai người đến cuộc họp đi. Tôi sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh giá trị và năng lực của bản thân. Phú Cường đã phát biểu xong kế hoạch với công ty. Mọi người có thể bắt đầu bỏ phiếu. Phó Thành Nhân, muốn đấu với tôi sao? Cậu còn non và xanh lắm. Gia Huy, lập tức mang một chiếc xe đến đây cho tôi. Không kịp nữa rồi. Không muốn sống nữa à? Mục Tiểu Hoa, em không muốn sống nữa hay sao? Anh muốn mắng em thì trở về rồi mắng. Mau đến tham gia cuộc họp cổ đông thôi. Các vị, tỷ lệ phiếu bầu của Phú Cường là 85%. Từ hôm nay trở đi, chủ tịch tập đoàn Phó Thị sẽ do Phó Phú Cường đảm nhiệm. Đợi một chút, tôi vẫn chưa bỏ phiếu mà. Phó Thành Nhân, mọi người nói đến đâu rồi? Sao cậu lại đến đây? Ngạc nhiên lắm sao? Không phải bố bảo tôi đi dự cuộc họp cổ đông sao? Một kẻ tàn tật mà còn muốn làm chủ tịch của tập đoàn Phó Thị, đúng là khiến người ta chê cười. Vị đại thúc này, chú coi thường người khuyết tật như vậy. Nếu mà tôi đưa lên mạng, sẽ gây ra phẫn nộ trong công chúng đấy. Thành Nhân, cổ phiếu trong tay con, bà đã giao cho Phú Cường quản lý rồi. Con cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Tốt hơn hết vẫn nên để con nắm giữ. Cho dù cậu có 15% cổ phần, nhưng những người ủng hộ Phú Cường có đến 85%.
Thế sao? Chúng tôi chắc chắn sẽ ủng hộ Phú Cường. Phú Cường quản lý công ty rất tốt. Nghe thấy chưa? Tất cả các cổ đông ở đây đều ủng hộ Phú Cường nhà chúng tôi. Tập đoàn Phó Thị chắc chắn sẽ do Phú Cường quản lý. Vậy sao? Tôi đã chuẩn bị một món quà cho các vị cổ đông, cũng không biết mọi người có thích hay không. Phó Thành Nhân, anh nghĩ rằng vì chút quà mọn của anh thì các vị cổ đông sẽ bị anh mua chuộc sao? Anh thật ngây thơ. Sau khi mở món quà này ra, nói không chừng các vị sẽ đổi ý. Đã khống chế được người rồi, xin hãy yên tâm. Tôi nghĩ bây giờ các vị chắc đã có suy nghĩ của riêng mình. Đối với việc ai sẽ làm chủ tịch của tập đoàn Phó Thị, chúng tôi không có ý kiến gì cả. Dù sao thì Phó Thị vẫn sẽ nghe theo quyết định của chủ tịch. Ai làm chủ tịch, tôi cũng không có ý kiến gì hết. Tôi cũng vậy. Các người vừa nhận một chút lợi lộc là đã nói thay cho Phó Thành Nhân. Chẳng lẽ hôm qua tôi cho các người còn ít hay sao? Phú Cường im đi. Chuyện của công ty vẫn nên do ba con quyết định. Ba con giao công ty cho ai thì công ty sẽ là của người đó. Đúng vậy. Nếu đã nghe theo ba tôi, vậy thì chuyện này sẽ do ba tôi quyết định. Công ty trước giờ đều do Phú Cường quản lý. Tất nhiên công ty phải giao cho Phú Cường. Ba, chắc là ba vẫn chưa biết chuyện Phó Phú Cường biển thủ 200 triệu của công ty đâu, đúng không? Phó Thành Nhân, anh đừng ngậm máu phun người. Con không thể vì tham gia cuộc họp cổ đông mà vu khống em trai của con được. Ở đây có bằng chứng cậu ta biển thủ công quỹ. Tất cả những cái này đều là thật sao? Ông xã, chuyện Phú Cường thua lỗ, tất cả đều do Phó Thành Nhân hãm hại. Cậu ta đã giăng bẫy, còn có hai tên côn đồ giật đồ em nữa, cũng là do cậu ta sắp xếp để cướp vòng tay của em. Những điều mà dì Cúc nói đều là sự thật sao? Sao lại không phải thật cơ chứ? Cái vòng tay này cậu đã đưa cho Thanh Trúc đem đi sửa, là do Thanh Trúc trả lại cho tôi. Cái vòng tay này tại sao lại ở trong tay cậu cơ chứ? Chiếc vòng tay này vốn dĩ là của mẹ tôi, ba cậu đã tặng nó cho tôi thì nó đã là của tôi. Quả nhiên người mặt dày thì chuyện gì cũng dám nói. Đồ của mẹ Thành Nhân đương nhiên sẽ do anh ấy quyết định rồi. Cô là cái thá gì? Con gái nuôi của một người hầu như cô cũng có thể lên tiếng. Một kẻ ngoại tình như bà cũng có thể đứng ở đây. Thì người vợ của Thành Nhân là tôi đây thì càng có tư cách hơn rồi. Ngoại tình cái gì chứ? Cô đừng ở đó ăn nói sằng bậy. Cô dám nói chuyện với mẹ tôi như vậy, tôi đánh cô vỡ mồm. Phó Thành Nhân, cậu đã làm gì em trai cậu vậy? Khốn nạn, con dám bắt nạt em con trước mặt ba. Con dám ra tay đánh nó sao? Nhìn thấy chủ tịch yêu thương hai mẹ con bọn họ đến vậy. Vừa hay tôi có một tấm ảnh muốn cho ngài xem, nhân tiện chia sẻ cùng với mọi người. Không ngờ bà cũng khá ăn ảnh đó chứ. Ông xã, hãy nghe em giải thích. Chuyện không như anh nghĩ đâu. Dì Thu Cúc, chẳng lẽ tôi đối với cô còn chưa đủ tốt hay sao? Vụng trộm mà cũng không biết kín đáo một chút. Còn chưa bước vào phòng mà đã hôn nhau rồi. Cô khao khát đến mức đó sao? Mục Tiểu Hoa, con tiện nhân này, tôi liều mạng với cô. Đủ rồi Diệp Thu Cúc, đây đều là do bà tự tạo nghiệp nên mới bị trả báo. Đúng rồi, chuyện hôm nay bà thuê người ám sát Thành Nhân. Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, lát nữa cảnh sát sẽ đến tìm bà thôi. Thuê người ám sát sao? Thuê người ám sát cái gì chứ? Tôi không biết. Cô vu khống tôi, lát nữa cảnh sát đến thì bà sẽ biết có phải là vu khống hay không. Phó Thành Nhân, tên tàn tật này, cậu chết không được yên thân. Năm đó bác sĩ nói chân của cậu không thể bình phục được nữa. Năm đó khi ở cầu thang, bà đã đẩy tôi xuống. Chân của tôi đúng là đã bị thương, nhưng những năm qua tôi ở núi Thụy An, ông ngoại đã dùng cách châm cứu chữa khỏi cho tôi rồi. Phó Thành Nhân, cậu giấu kỹ thật đấy. Lộ bản mặt thật ra rồi chứ gì. Bây giờ có còn dám giao công ty cho Phó Phú Cường không? Phó Phú Cường, biển thủ công quỹ, lập tức hủy bỏ chức vụ chủ tịch của cậu ta. Nếu mọi người không có ý kiến gì thì vị trí chủ tịch sẽ do Phó Thành Nhân đảm nhiệm. Ông xã, Phú Cường nó là con trai của anh mà. Sao anh có thể nói hủy bỏ là hủy bỏ vậy? Tình nghĩa vợ chồng của chúng ta kết thúc rồi. Tôi không thể để một kẻ phạm tội mưu sát làm phu nhân của Phó Thị. Quan trọng là bà ta còn ngoại tình. Phó Thành Nhân, cậu đã hủy hoại Phú Cường, cậu cũng hủy hoại luôn cả tôi, cậu chết không được yên thân. Tháo vòng tay trên tay bà ta xuống cho tôi, không tháo được thì chặt tay đi. Ừ.
Diệp Thu Cúc, tôi nói cho bà biết, cho dù đó là vòng tay hay công ty, miễn là nó thuộc về tôi, thì không ai có thể lấy đi. Đi thôi nào, bà Phó. Đi thôi nào, ông Phó. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Chúc mừng ông Phó lấy lại được Phó Thị. Chúc mừng bà Phó. Vậy, anh có thể xem xét biểu hiện hôm nay của em. Ông Phó có thể tặng cho em một món quà nhỏ được không? Không phạt em là may lắm rồi. Còn muốn được thưởng sao? Em có biết hôm nay em chặn đầu xe nguy hiểm cỡ nào không? Chẳng phải là do em gấp sao? Anh xem, nếu chúng ta đến trễ một chút thôi thì công ty đã thuộc về Phó Phú Cường rồi. Nhưng cũng không thể lấy tính mạng ra đổi được. Em biết không? Em biết rồi. Anh Thành Nhân, nghe nói chân anh không bị liệt, lại tiếp quản tập đoàn Phó Thị, em thấy rất vui mừng cho anh. Cô vẫn nên cảm thấy tiếc cho Phú Cường nhà cô đi. Dù sao thì cậu ta mới là vị hôn phu của cô. Chuyện của em và Phó Phú Cường là do ba mẹ hai bên sắp xếp. Thật ra, trước giờ em vẫn luôn yêu anh. Tình yêu mà cô dành cho anh Thành Nhân chính là đưa vòng tay cho Diệp Thu Cúc sao? Anh Thành Nhân, anh đừng trách em có được không? Em muốn đến để nhận lỗi, cũng muốn đến để giúp anh. Cô có thể giúp gì cho tôi? Anh Thành Nhân, tuy bây giờ anh đã tiếp quản tập đoàn Phó Thị, nhưng các vị cổ đông chưa chắc đã phục anh. Kết hôn với em rồi thì khác, nhà họ Tô sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ anh. Có phải cô đã quên là tôi đã có vợ rồi hay không? Cô Tô, tôi còn đang đứng ở đây mà cô đã bắt đầu âm mưu chiếm đoạt vị trí của tôi rồi. Mục Tiểu Hoa một đứa con nuôi như cô lấy gì để so sánh với tôi? Tôi làm bà Phó thích hợp hơn cô nhiều. Nhưng nếu anh Thành Nhân vẫn còn yêu Mục Tiểu Hoa, sau khi hai người ly hôn, để cô ta làm nhân tình, em cũng sẽ không can thiệp đâu. Cô Tô thật là rộng lượng. Lời cô Tô nói cũng có lý. Dù sao thì sự ủng hộ của nhà họ Tô so với con gái nuôi của nhà họ Lưu thì càng có lợi hơn rồi. Sao anh không cân nhắc thử xem? Em không muốn làm bà Phó đến như vậy sao? Em là đang suy nghĩ cho anh. Đúng là vợ của anh mà. Thay anh suy nghĩ chu đáo cả rồi, lại còn quan tâm anh đến thế. Nếu Mục Tiểu Hoa đã nói như vậy rồi, vậy thì chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Có điều hai người sắp ly hôn rồi, hai người đừng có ở đây lôi lôi kéo kéo nữa. Ở nơi công cộng thì hãy giữ chừng mực đi. Ai nói tôi muốn ly hôn? Tô Thanh Trúc, vừa hay ba của tôi ly hôn với Diệp Thu Cúc, cánh cửa bước vào nhà họ Phó, cô vẫn còn cơ hội đấy. Phó Thành Nhân, anh cũng cay độc thật đấy. Cô Phó Thành Nhân, anh nói như vậy là có ý gì? Không phải cô mong muốn có được thân phận bà Phó sao? Chi bằng thiết thực một chút, kết hôn với ba của tôi đi, làm mẹ kế của tôi. Như vậy thì cô sẽ là phu nhân có địa vị cao nhất nhà họ Phó rồi. Hay lắm Phó Thành Nhân, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Anh không sợ nhà họ Tô của tôi sao? Ông Tô cũng không phải là một kẻ ngốc. Bọn họ biết bây giờ nhà họ Phó đang nghe lời của ai, nên đứng về phía nào. Phó Thành Nhân, anh đúng là một thằng đàn ông không có tầm nhìn. Nghe nói ngoại trừ nhà họ Phó ra thì nhà họ Tô là cổ đông lớn nhất của Phó Thị. Anh cứ từ chối như vậy sao? Không thấy tiếc hả? Cổ phần của nhà họ Tô có nhiều đến đâu cũng không thể làm gì chú rể của em được. Không phải đã nói rõ rồi sao? Cùng nhau nỗ lực, cùng đi lên đỉnh cao. Cô là Mục Tiểu Hoa phải không? Là tôi đây. Anh là ai? Lên. Ai phái các người đến đây? Là Diệp Thu Cúc hay là Tô Thanh Trúc? Tôi sẽ cho các anh thấy sức mạnh của nhà vô địch. Sao lại nhiều lời như vậy? Lên cho tao. Cẩn thận. Phó Thành Nhân, thiếu gia, hãy giao cho tôi. Phó Thành Nhân, anh không sao chứ? Quay về rồi nói sau. Nguyễn Phong, mục tiêu của bọn chúng là Tiểu Hoa. Tra rõ xem bọn chúng là do ai phái đến. Bác sĩ nói may là không trúng chỗ hiểm, nếu không thì gãy xương mất rồi. Mấy ngày này đừng chạm vào nước, không chạm nước thì làm sao tắm được đây? Hay là em tắm cho anh đi. Anh nằm mơ đi. Để Nguyễn Phong tắm cho anh. Hai người đàn ông như vậy còn ra thể thống gì nữa chứ? Đến cái quần cũng không dám cởi nữa là. Vậy anh ở trước mặt em thì dám cởi sao? Cũng đâu phải là em chưa từng nhìn thấy đâu. Em nhìn thấy khi nào chứ? Em quên rồi sao? Lúc ở trong phòng tắm em còn khen là anh có thân hình đẹp. Em không có tắm cho anh đâu. Anh đừng nằm mơ nữa. Thiếu gia, xin lỗi thiếu gia, có hai tên chạy thoát rồi. Đám người này ra tay tàn độc. Rốt cuộc tôi đã đắc tội với ai chứ? Kẻ còn lại đâu? Đang ở tầng hầm. Lấy tiền của họ, làm việc cho họ. Tôi sẽ không nói gì đâu. Nếu như các anh nhắm vào tôi,
Có thể tôi sẽ không truy cứu kẻ phía sau là ai, nhưng nếu các người nhắm vào Mục Tiểu Hoa, phải tự gánh chịu hậu quả. Nguyễn Phong, giao hắn cho cậu, bịt miệng của hắn lại, đừng để hắn làm phiền Tiểu Hoa. Tên đó đã khai ra chưa? Là ai phái hắn tới? Hắn nói, nếu bà phó không giúp anh tắm, thì hắn sẽ không khai gì cả. Cam mà bà phó bóc quả nhiên là rất ngọt, nhưng lại không ngọt ngào bằng bà phó. Khua môi múa mép. Phó thành nhân, anh giữ ý tứ một chút đi. Bà phó, hay là chúng ta trở về phòng đi. Anh lại làm cái trò gì vậy? Đút thuốc cho anh đi. Trên TV đều diễn như vậy. Nếu nam chính bị thương thì nữ chính sẽ nhẹ nhàng, cẩn thận đút thuốc cho nam chính. Tay của anh cũng đâu có bị thương đâu. Hơn nữa là thuốc này, anh chỉ cần uống một ngụm là xong rồi. Anh mặc kệ. Dù sao thì trên TV cũng diễn như thế, anh cũng muốn như vậy. Được rồi, người ta được thì anh cũng phải được. Em phải thổi đi chứ. Ông phó, đây là thuốc ấm. Ở trên TV toàn là nữ chính nhẹ nhàng cẩn thận thổi nguội thuốc rồi mới đút cho nam chính. Đúng vậy. Em nói thêm vài câu dỗ dành anh đi. Anh có uống không? Không uống. Bây giờ anh có uống không? Anh uống mà. Con muốn em đút cho không? Không cần nữa. Con cần em thổi nữa không? Không cần, không cần nữa. Mục Tiểu Hoa, hợp đồng hôn nhân của chúng ta đến đây là kết thúc đi. Được, đợi vết thương của anh khỏe hẳn, chúng ta đến núi Thụy An, hỏi rõ về thân thế của em, thì em sẽ đưa dì Mai rời đi. Hai người muốn đi đâu? Đi đến nơi có núi, có hồ, có biển. Đi đến nơi có sa mạc và thảo nguyên. Thế giới rộng lớn như thế này, sẽ luôn có chỗ để nương nhờ. Anh không cần lo lắng đâu. Vậy em đưa anh đi với có được không? Ý anh là gì? Đừng cử động. Sao vậy? Làm anh đau rồi sao? Em đừng cử động thì sẽ không đau nữa. Ý anh là hợp đồng hôn nhân của chúng ta kết thúc. Mục Tiểu Hoa, sau này chúng ta sẽ là một cặp vợ chồng thật sự, có được không? Được. Vậy thì em đừng làm nghề cô dâu nữa, có được không? Được. Bà phó, em tắm cho anh có được không? Anh mơ đi. Mục Tiểu Hoa, anh cởi đồ thật sự rất bất tiện. Tay anh đau mà. Sao anh lại đau đến như vậy? Có phải vết thương bị viêm không? Anh không biết, để em gọi bác sĩ đến đây. Không cần đâu. Một lát nữa sẽ ổn thôi. Sao lại không cần nữa chứ? Anh đã đau như vậy rồi. Đừng giả vờ mạnh mẽ nữa. Em hôn anh một cái là khỏe ngay. Phó thành nhân, anh giả vờ có phải không? Không có. Anh đau thật mà. Bây giờ anh là bệnh nhân, em đừng manh động. Cô dâu hẹn lần trước đột nhiên bị bệnh, gấp quá không tìm được ai thay thế. Lần này em nhất định phải giúp anh. Anh Lý, lần này chắc em không thể giúp anh rồi. Chồng hiện tại của em sẽ không thích đâu. Không thể đắc tội với khách hàng lần này được. Xem như là anh cầu xin em, xin hãy giúp anh lần này thôi. Được rồi. Em đang tìm cái gì vậy? Anh đến đây khi nào vậy? Để anh xem thử em đang tìm gì. Không có tìm gì hết. Đồ của con gái, đàn ông các anh không biết đâu. Hôm nay em có việc đi ra ngoài, em sẽ về trễ. Em đi làm chuyện gì? Đi giúp người bạn. Nguyễn Phong, giao thành nhân cho anh nhé. Đã hỏi ra chưa? Là bà ba của nhà họ Sa, Tô Nguyệt. Tô Nguyệt sao? Là cô của Tô Thanh Trúc sao? Tại sao bà ta lại tìm người bắt óc Tiểu Hoa? Lẽ nào là vì chuyện của Tô Thanh Trúc sao? Lý do cụ thể chúng tôi chưa tìm ra, nhưng nhiệm vụ của bọn chúng là bắt cóc phu nhân.
Chắc hôm nay là ngày Sa Gia Huy tổ chức hôn lễ tại nhà hàng Hải Thiên Minh. Chúng ta đến góp vui cho bọn họ đi. Anh, sao anh lại đến đây? Chẳng phải anh không thích xuất hiện ở những nơi như vậy sao? Đám cưới của cậu, tất nhiên là anh phải đến rồi. Nhưng mà đám cưới của anh, em lại không đến được. Đây không phải là... Là người quen cũ trực tiếp giới thiệu cho em, nói là cô dâu chuyên nghiệp rất đáng tin cậy. Đưa tiền xong thì sẽ không còn liên quan gì nữa. Nhưng mà cái gì? Hình như em đã gặp cô ấy ở đâu rồi, có chút quen thuộc. Em nghĩ chắc đây là duyên phận rồi. Đi thôi nào. Chuyện này thật thú vị. Mục Thiên, đây là anh thành nhân của anh. Em nói chuyện với anh thành nhân một chút nhé. Mục Thiên, em đổi biệt danh từ khi nào vậy? Người trong giang hồ chỉ là có thêm vài biệt danh thôi mà. Phòng bị trước vẫn tốt hơn mà. Giao dịch hôm nay em thật sự không muốn nhận đâu. Chỉ là đến giúp đỡ tạm thời thôi. Giúp kết hôn, em cũng nhiệt tình quá đó. Chuyện ảnh cưới là sao? Nhìn cũng hạnh phúc đó. Là ảnh chỉnh sửa đó. Em làm gì có thời gian đi chụp ảnh. Đúng rồi, sao anh lại ở đây? Những kẻ bắt cóc em là do bà ba của nhà họ Sa, Tùng Nguyệt phái đến. Bà ba của nhà họ Sa sao? Em không quen bà ta. Đã lâu không gặp. Bà ta chính là Tô Nguyệt sao? Không ngờ lần đầu tiên gặp mặt lại là ở nơi như thế này. Nhân tiện anh hỏi luôn chuyện của cái phòng đi. Cô ta giống bố. Được rồi, vậy tôi xin lỗi một lát. Cậu làm gì vậy? Dì Tô Nguyệt, có chút chuyện, muốn tìm dì hỏi một chút. Thành nhân, có chuyện gì vậy? Chiếc vòng tay của mẹ tôi, sau này đã giao cho ai rồi? Vòng tay của mẹ cậu đã giao cho ai? Mà cậu còn không biết thì làm sao mà dì biết đây chứ? Vậy sao? Thành nhân, khi cậu kết hôn dì vẫn còn đang ở nước ngoài. Vẫn chưa chúc cậu đám cưới hạnh phúc. Sao không thấy vợ cậu đâu? Dì Tô Nguyệt vẫn chưa gặp vợ tôi sao? Không phải chứ? Không phải gì còn tìm người bắt cóc vợ tôi sao? Bắt cóc sao? Bắt cóc cái gì chứ? Cậu đang nói gì vậy? Dì Tô Nguyệt, ba tên mà dì tìm cũng hung hăng thật đấy. Vết thương sau lưng tôi đau cả một đêm. Có điều ba tên đó, trong khoảng thời gian ngắn sẽ ở trong bệnh viện không thể ra ngoài được đâu. Dì cũng là vì thanh trúc nhà dì thôi. Cậu lại vì Mục Tiểu Hoa này mà từ chối Thanh Trúc. Tất nhiên tôi phải dạy cho cô ta một bài học rồi. Vậy thì bà dạy dỗ Phó Thành Nhân đi. Bà dạy dỗ tôi làm gì? Tôi không thể dạy dỗ cậu ấy. Tôi chỉ có thể dạy dỗ cô. Bà dựa vào cái gì? Dựa vào việc tôi là... Bà là gì? Dựa vào việc tôi là cô của Thanh Trúc. Mục Tiểu Hoa là vợ của Phó Thành Nhân tôi đây. Là thiếu phu nhân của nhà họ Phó. Nếu ai dám động vào Tiểu Hoa thì tôi sẽ lấy mạng kẻ đó. Sao tôi thấy cô dâu này, sao lại nhìn thấy quen thuộc như vậy chứ? Mấy hôm trước vừa gặp ở đám cưới của nhà họ Phó. Là cô dâu của đại thiếu gia nhà họ Phó, có phải không? Tiêu rồi. Sự nghiệp của tôi gặp phải thất bại rồi. Vật giống vật, người giống người. Còn có người nói trông tôi giống người nổi tiếng nữa. Ông Lữ, ông cứ ở đây nói bậy như thế này. Là đang muốn phá hỏng tiệc cưới của nhà họ Sa sao? Hay là muốn chế giễu nhà họ Phó chúng tôi? Vâng, vâng, là do tôi uống say rồi. Ông Lữ đã dặn ông đừng uống nhiều như vậy nữa rồi. Anh Thành Nhân, em thật sự không biết cô dâu mà anh tìm cũng là Mục Thiên. Nếu em mà biết, cho dù có đánh ba em cũng sẽ không kết hôn với cô ấy. Cô ấy không phải cô dâu hợp đồng mà tôi tìm. Không phải cô dâu hợp đồng mà anh tìm sao? Vậy là lão Lữ đã nhận nhầm người rồi. Suýt chút nữa khiến nhà họ Sa và nhà họ Phó mất mặt rồi. Em đi tìm ông ta tính sổ. Cô ấy là chị dâu của cậu. Hai người đã từng gặp nhau ở quán rượu rồi. Mỹ nữ à, đại ca của tôi, không dễ đụng vào đâu. Thì ra là cô. Tôi còn tưởng là ông trời đang ban duyên cho chúng ta. Đây là duyên phận trời ban cho tôi. Anh, đừng làm như vậy với một kẻ độc thân chứ. Còn hôn lễ của Sa Gia Huy thì phải làm sao đây? Việc mà Sa Gia Huy giỏi nhất là gây chuyện sau đó thì giải quyết hậu quả. Hôm nay nguy hiểm quá đi mất.
Cũng may là đám cưới của Sa Gia Huy, nếu là người khác, có khi còn bắt em đền bù. Cái nghề cô dâu hợp đồng này thật sự không nên làm nữa rồi. Bây giờ em mới biết là không nên sao. Tức giận như vậy là đang muốn mình dỗ sao? Dỗ thì dỗ. Lần này thật sự là em đi giúp anh Lý mà. Con người em thật kỳ lạ. Sau này sẽ không giúp ai hết, chỉ giúp ông phó thôi. Vậy em định giúp anh như thế nào? Tắm cho ông phó. Thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Nhưng hôm nay tay anh không có sức. Không sao đâu, tay em có sức là được rồi. Vậy bây giờ em đi bật nước đi. Đúng vậy, giờ em sẽ đi bật nước táo đỏ để tắm cho ông phó. Em lại lừa anh đúng không? Để xem lần này em chạy đi đâu. Không chạy, không chạy nữa. Thiếu gia, đợi một chút đi. Anh hỏi xem có chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Chuyện liên quan đến sư phụ, ông ngoại sao? Vào đi. Thiếu gia, sư phụ vừa gọi điện đến. Ông ấy muốn anh và thiếu phu nhân lên núi một chuyến. Ông ngoại muốn gặp tiểu hoa sao? Vừa hay chúng ta đi hỏi chuyện của chiếc vòng luôn. Vậy em sẽ đi thu xếp hành lý, ngày mai sẽ đi núi Thụy An. Chỉ có chuyện này thôi sao? Những chuyện như vậy có thể nói vào lúc khác không? Có thể nào? Sắp xếp hành lý đi, ngày mai lên núi. Đại vương bảo ta đi tuần tra núi, bắt một con heo con về làm bữa tối. Phó thành nhân, còn bao lâu nữa mới đến? Em đã leo hơn một tiếng rồi. Sắp đến rồi, sắp đến rồi. Nghỉ ngơi một chút đi. Nghỉ ngơi thôi. Nào. Không ngờ ở đây lại đẹp như vậy. Thứ em không ngờ đến còn nhiều lắm. Lát nữa đưa em đến nhà ông ngoại để xem. Được, ông ngoại biết em đến, còn đặc biệt chuẩn bị đặc sản địa phương cho em. Anh còn chưa được chiêu đãi như thế. Vậy thì mau đi thôi, đợi anh với. Đúng rồi, lần này lên núi nhất định phải hỏi ông ngoại về chuyện của chiếc vòng. Có lẽ ông biết về thân thế của em. Có thể là vậy. Tại sao ông ngoại lại không ở biệt thự mà chỉ muốn sống trên núi vậy? Vì môi trường ở đây tốt, không khí thì trong lành, lại rất yên tĩnh nữa, không có ai làm phiền ông. Vậy thì em nghĩ ông ngoại chắc chắn là một người rất cổ hủ. Nếu em mà nói chuyện lớn tiếng thì ông sẽ trừng mắt lên nhìn em. Điều đó thì chưa chắc. Anh xem ông lão này ngầu ghê, vừa nhảy vừa ăn kem. Em muốn ăn sao? Muốn. Vậy để anh đi hỏi ông xem có bán không. Ông ấy nói, chỉ cần em đáp ứng một điều kiện của ông ấy sẽ tặng cây kem cho em. Điều kiện gì? Em bế ông ấy một chút là được rồi. Ông già chết tiệt, lớn tuổi mà mất nết, đã lớn như vậy rồi mà muốn lợi dụng tôi. Ông ngoại, tiểu hoa đang đùa với ông thôi. Ông ngoại sao? Ăn đi nào. Ông có nhiều kem lắm. Cảm ơn ông ngoại. Sao anh không nói cho em biết? Anh đang muốn chọc em thôi. Ăn một cái là được rồi. Ông nữa đó, sau này chỉ được ăn một cái thôi, có nghe không? Con nhìn xem, cái gì nó cũng muốn quản lý hết, phiền chết đi được. Đúng vậy, anh ấy luôn quản lý con, không cho phép con làm cái này cái kia. Đúng là phiền chết đi được. Vì thế nên ông muốn đuổi nó xuống núi từ lâu rồi, không muốn bị nó quản nữa. Ông ngoại, ông thời thượng như thế này, sao lại có đứa cháu lạc hậu như vậy chứ? Ông cũng cảm thấy ông rất thời thượng. Tên tiểu tử này trước khi kết hôn còn từng nói với ông sẽ không bao giờ kết hôn đâu. Kết quả thì sao? Vẫn là chạy đến lễ đường đó thôi. Làm ông rất tò mò. Sao lại đột nhiên đổi ý rồi? Chẳng trách hôm làm lễ lại đến trễ như vậy. Còn tưởng gặp tai nạn trên đường rồi chứ. Bây giờ em đã biết nguyên nhân rồi đúng không? Đúng rồi ông ngoại. Lần này ngoài việc đến thăm ông, còn một việc nữa muốn hỏi ông nữa. Con nói đi, ông ngoại. Con muốn hỏi ông về việc liên quan đến hai chiếc vòng này. Đây không phải là chiếc vòng tay lúc trước ông đã nhờ thầy Trương Huân làm cho mẹ con sao? Đúng vậy. Có một chiếc là do mẹ con để lại, chiếc còn lại là của Tiểu Hoa.
chiếc còn lại đang ở chỗ con sao? Vâng. Chiếc vòng này là lúc mà dì Mai nhặt được con, thì thấy nó được đặt trong miếng lót. Có nghĩa là con là con gái của Tô Nguyệt. Tô Nguyệt. Đúng vậy. Người mà ông nói là bà ba của nhà họ Sa Tô Nguyệt sao? Đúng vậy. Năm đó, ông đã lấy chiếc vòng tay này tặng cho mẹ con làm quà sinh nhật. Vừa hay, sinh nhật của mẹ con và sinh nhật của Tô Nguyệt cùng một ngày. Bọn chúng lại là bạn thân nữa. Vì thế nên mẹ con đã tặng chiếc vòng còn lại cho Tô Nguyệt. Vậy, chiếc vòng còn lại kia là của Tô Nguyệt sao? Đúng vậy. Con nhớ bà ấy không hề tái hôn. Đúng vậy. Trước khi Tô Nguyệt kết hôn, đã yêu một thủy thủ, còn mang thai đứa con của người đàn ông đó. Trước khi đứa trẻ được sinh ra, người đàn ông này chết trên biển, không thể nào quay về được nữa. Cho nên nói, Tô Nguyệt vì muốn gả đến nhà họ Sa nên mới vứt đứa trẻ đó đi sao? Còn con, rất có khả năng chính là đứa con rồi đó. Tiểu Hoa, tất cả chỉ là suy đoán của chúng ta thôi. Đến lúc đó chúng ta đến nhà hỏi Tô Nguyệt là được rồi. Anh nghĩ bà ấy sẽ thừa nhận sao? Anh có cách để em biết được chân tướng. Hãy tin tưởng anh. Chuyện của Tô Nguyệt, các con có thể đợi sau khi quay về rồi điều tra rõ ràng. Có một số chuyện ông muốn hỏi các con. Có thể nào cho ông bế cháu sớm một chút được không? Ông ngoại, tụi con vẫn chưa có kế hoạch sinh em bé. Tối nay thì có thể lên kế hoạch rồi. Sức khỏe của ông ngoại con tốt lắm. Mau sinh một đứa cháu để chơi với ông nào. Có được không Tiểu Hoa? Con biết rồi ông ngoại. Lần đầu tiên Tiểu Hoa đến núi Thụy An, con đưa cô ấy đi dạo xem. Được rồi, đi. Ông cứ làm việc của ông đi nhé. Chuyện của Tô Nguyệt, em đừng quá để tâm. Em không nghĩ về chuyện của Tô Nguyệt. Em là đang nghĩ anh có thể khiến bọn họ tém tém lại được không? Đừng để ý đến họ, bọn họ đều là những người chưa bao giờ ăn cẩu lương. Cẩn thận. Đã xem đủ chưa? Da mặt dày quá rồi đúng không? Nói anh mặt dày đấy. Thật ra bọn họ cũng dễ thương mà. Cô ấy ngã là thật đó. Đi thôi, anh đưa em về xem phòng. Chỉ có một cái giường thôi sao? Vợ chồng đương nhiên phải ngủ chung giường rồi. Cái giường này là của em. Vậy anh ngủ ở đâu đây? Anh ngủ ở sofa đi, em chắc chưa? Có kiểu người như các cậu sao? Không ra thể thống gì cả. Nghe lén mà cũng không chừa chỗ cho tôi. Nếu anh không chịu thì sao? Sao vậy? Có bị thương không? Đau em quá, ăn nhẹ thôi. Sư huynh thô bạo quá, thành nhân này cũng không biết nhẹ nhàng lại chút. Chảy máu rồi. Do ăn hết đó, không thích hợp cho trẻ em. Mấy người trẻ tuổi các cậu đó, mau về phòng đi. Đi mau lên, đi mau. Như vậy thật sự hơi mất vệ sinh. Phải bao lại, để anh đi tìm ông ngoại. Ông ngoại, sao ông lại ở đây? Đúng lúc con đang tìm ông. Ở trên núi của chúng ta, không cần nói nữa. Ông biết rồi, cái đó trên núi của ông không có. Các con muốn cái đó để làm gì? Để cho ông sớm bế cháu hơn không được hay sao? Ông nói con đó, phải nhẹ nhàng một chút. Đừng có thô bạo như vậy có được không? Ông đang nghĩ cái gì vậy? Con đang tìm băng cá nhân. Cánh tay của Tiểu Hoa bị chảy máu. Tiểu Hoa bị thương sao? Chứ không ông nghĩ là cái gì? Có ngay đây, tôi đi lấy cho. Tôi cũng đi. Ông cũng đi. Sư huynh, băng cá nhân đây. Cảm ơn cậu. Chờ một chút sư huynh. Sư phụ bảo đệ chuyển lời với huynh là đừng để ông ấy phải chờ quá lâu. Sớm để ông ấy được bế cháu. Sao vậy, ông ngoại đưa đó? Ông còn nói là ông muốn được bế cháu. Hay là tối nay chúng ta đáp ứng yêu cầu của ông đi. Em thấy sao, anh thấy sao? Anh cảm thấy rất tốt mà. Muốn sờ thì sờ đi.
người đàn ông của mình mà còn ngại gì nữa, ai mà thèm giờ chứ. Sao vậy? Ở đây nữa. Cái gì? Đều là những nơi mà anh từng hôn. Ông ngoại, chào buổi sáng. Chào các con, có chuyện gì mà nhìn ông ngoại vui thế? Mọi người vui vẻ. Với cái độ dữ dội của hai đứa tối qua, việc ông được bế cháu chắc chắn sắp đến rồi. Nhất định không ở thêm một hôm nữa sao? Trở lại làm rõ chuyện thân thế của con trước, sau đó bọn con sẽ về thăm ông ngoại sau. Được rồi. Đúng rồi, năm đó mẹ con đã từng nói với Tô Nguyệt, nếu mà sinh một nam một nữ thì sẽ kết thông gia. Không ngờ hai đứa lại có duyên đến như vậy. Vậy bọn cháu xuống núi đây ông ngoại. Ông nhớ giữ gìn sức khỏe, ông nhớ bảo trọng nhé. Đi đi. Tục ngữ nói đường lên dốc thì khó đi, đường xuống dốc thì dễ té. Không sao cả. Con đường sau này anh sẽ đi cùng em. Sao vậy? Em không muốn anh đi cùng. Em muốn được anh cõng đi. Nào. Được rồi, anh sẽ cõng em cả đời.